Quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em có một số cái mã mũi vít này, mũi vít này, mũi khoan này, các cái đầu từ tôn này, các cái phụ kiện đồ máy móc cho tất cả anh em nhà mình. Các bác làm thợ thuyền rất là cần thiết, hoặc các bác mà xài gia đình thì cũng rất là gọi là cần luôn. Thì ngày hôm nay em xin phép lên sale cho xả thanh lý giá rất là rẻ cho anh em thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ qua bên em hoặc để lại số điện thoại ở ngay tại video này. Và các bác ủng hộ bên em thì nhớ là cho em xin một nút đăng ký kênh, hoặc các bác có thể ấn chuông thông báo để có thể theo dõi cập nhật các cái video, các clip mới nhất anh em nhé. Thì trước tiên này, em đến cho các bác sẽ là các cái mũi vít. Mũi vít thì anh em rất là cần thiết này, các bác ở nhà các bác làm cũng rất là cần này, các bác làm gia đình cũng rất là cần. Và các bác đi làm công trình thì cũng quá là cần thiết luôn, để anh em mà bắn các cái mũi vít này. Thì trước mắt các bác đây là hàng vít của Dewat anh em nhé. Hàng mũi vít của Dewat có độ từ tính rất là cao luôn. Đây. Có chống oxy hóa, chống bào mòn, có lực từ, nó hút nhau này. Em cầm một cái mà nó hút cái này. Đấy. Con này thì có lực từ tính này, chống oxy hóa, chống bào mòn này, khi anh em sử dụng không sợ bị tuét đầu như các cái mũi vít thông thường. Thông thường các bác ra ngoài của hàng các bác mua cũng phải là gọi là 10-15 ngàn một cái rồi. Đấy, mà là cái hàng loại rẻ nhá. Cái hàng loại rẻ nó không được như này đâu, chất lượng không được như cái hàng Dewat này. Thì trước mắt đây là con mũi vít Dewat PH2, loại là loại màu xám này, xám 5cm này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, cầm vào là cầm gọi là một lỗ là nó cứ dính vào với nhau nhá. Thì con này thì em xin phép bán cho anh em chỉ với giá là 7.000. 7.000 một mũi anh em nhá. 7.000 này, mũi PH2 này, hàng của Dewat này, giá 7.000. Đấy, rất là nhiều. Thứ hai này, dài hơn một chút xíu này. Dài chút xíu thì cũng là của Dewat anh em nhá. Cũng là vít của Dewat nhưng là vít gọi là dài 6 cm. Hàng vít dài 6 cm của Dewat này. Đây. Cái này thì nó để gần với nhau này. Đây là các cái mũi vít này, để ở trong túi ấy. Nó sẽ các cái giấy vàng của nó này, giấy vàng in chữ Dewat này, nó sẽ hơi đen đen này, bởi vì cái này nó đâm vào với nhau này. Đấy, điều đó nó không tránh khỏi được. Khi mà gửi hàng cho các bác thì nó sẽ không tránh khỏi điều này. Nhưng mà đây các bác, cái chất lượng của mũi vít này, nó có lực từ tính rất là cao luôn. Chống oxy hóa, chống bào mòn, có thể giúp anh em làm sử dụng rất là sướng nhá. Thì mũi vít của Dewat, hàng vít đen này, dài 6 cm. Em cũng xin phép bán cho em chỉ với giá là 7.000 nhá. 7.000 cho các bác nhá. Tiếp theo này, tiếp theo lên cho em cái mũi nhá. Mũi vít 9 cm. Mũi vít 9 cm của Dewat anh em nhá. Toàn bộ đều là hàng của Bốt hoặc của Dewat, hàng chất lượng cực kỳ cao cho anh em luôn. Đây, từ tính này anh em này, cầm cái và dính ba cái vào nhau luôn. Mũi 9 cm thì giá cho các bác là 15 ngàn một mũi. Anh em nào mà cần nó dài hơn một chút thì có thể chọn 9 cm này. Đấy, nó dài hơn một chút này. Đấy, để gọi là vặn cái tùy cái vị trí mà anh em cần nhá. Giá là 15 ngàn một mũi anh em nhá. Vít 9 cm thì có cả xám này, hoặc có cả đen này. Và dài hơn nữa này. Còn anh em muốn dài hơn nữa để vặn những cái vị trí khó. Nó dài thế này này, vặn vị trí khó, bởi vì khi mà các bác cầm cả cái máy khoan, các bác không thể cầm, gọi là các bác không thể đưa vào vị trí đó được. Thì cái con mũi vít này này, đấy, sẽ giúp các bác thực hiện công việc một cách dễ dàng. Thì con vít đều quá xám này dài, con này dài 15 cm này. 15 cm. Giá cho anh em chỉ với giá là 25 ngàn một mũi nhá. 25 ngàn một mũi luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Toàn bộ hàng của Dewat cực kỳ ngon, bao toàn thị trường cho anh em luôn. Chất lượng thì quá là ngon rồi. Anh em nào mà đã từng xài hàng sản phẩm bên em thì biết rồi. Đây, còn cả đầu từ tôn này. Từ tôn thì cũng có là Dewat này, của Dewat nhá. Vít thì toàn bộ đều là mũi PH2 anh em nhá. Còn từ tôn đây. Đây, 4, 5, 9, 6 đây, hàng của Dewat này. Từ tôn thì giá cho anh em là 20 ngàn một đầu nhá. Từ tôn thì em còn rất là ít thôi, tụi em còn ít lắm. 20 ngàn một đầu. Đấy. Sao cho em mũi khoan đa năng đi ạ. Mũi khoan đa năng thì rất là cần thiết rồi. Anh em làm thợ cũng rất là cần. Và các bác làm ở nhà lúc khi là các bác dùng, các bác để gọi là khoan cái nọ, rồi là khoan cái kia, nó tiện lợi lắm. Đây, trước mắt anh em đây là hai cái hộp khoan mũi 6, mũi 8 này. Đây, hàng này thì rất là chất lượng luôn, gọi là bao cho các bác khoan vô tư thoải mái luôn.
Thì cái mũi 6 này. Đấy, mũi 6 sen, à quên nhầm, mũi 6 mi. Mũi 6, mũi khoan nó đang 6, xin phép bán cho em với giá là 25 ngàn một mũi này. 25 ngàn một mũi này. Và mũi khoan nó đang 8, cũng xin phép cũng bán đồng giá luôn cho anh em là 25 ngàn. Đấy, 25 ngàn một mũi nhá. Mũi 6 cũng 25 ngàn và mũi 8 cũng là 25 ngàn một mũi luôn. Rất là tiện lợi các bác đi làm, nói chung là rất là cần thiết luôn. Nói chung là bao nhiêu cũng không đủ dùng luôn anh em ạ. Tại vì mình làm rất là nhiều. Đó. Và anh em mà muốn gọi là muốn vặn vít hoặc là muốn khoan cái mũi nó to hơn thì có thể lựa chọn sang mũi đa năng 10 hoặc mũi đa năng 12. Thì mũi đa năng 10 là giá là 30 ngàn một mũi. Còn mũi đa năng 12 thì giá là 35 ngàn anh em nhé. Mũi 10, mũi 12 thì rất là ít sử dụng. Bởi vì mũi 6, mũi 8 là hai cái mũi thông dụng nhất. Đây là mũi 10, mũi 12. Toàn bộ thì hàng mũi em đều là hàng chất lượng, khẳng định anh em luôn. Anh em đã sử dụng anh em biết rồi. À đây, và còn cái tê chuyên vít này. Tê chuyên vít này thì rất là dễ sử dụng này. Và rất là các bác rất là cần thiết này. Bởi vì khi anh em mà dùng con bu lông ấy, các bác có thể muốn chuyển sang chuyên vít thì mua cái tê này về cho em các bác về bác lắp. Cái tê chuyên vít thì chỉ với giá là 70.000 anh em nhá. Đầu tê chuyên vít này để các bác có chuyển sang bán vít nó rất là dễ dàng. Và cái đầu tê chuyên vít, còn đây là đầu chuyển vít anh em nhé. Anh em nhớ lưu ý cho em, phân biệt cho em là tê chuyên vít và đầu chuyển vít. Cái đầu chuyển vít này thì anh em lắp vào cái đầu bu lông để các bác chuyển từ bu lông sang chuyên vít cho em. Thì cái đầu chuyển vít này giá là 20 ngàn một đầu anh em nhé. Và cái đầu chuyển khoan là đầu chuyển từ bu lông sang đầu măng ranh 13 ly. Đấy, có khớp nối này, có đầu măng ranh này và có cái tay mở luôn. Thì giá có là 70 ngàn một cái cho em nhé. Tiếp theo này, tiếp theo lên cho em các cái lưỡi cắt này. Đấy, lưỡi cắt này em về nói chung là về cũng nhiều đấy, nhiều nhưng mà chủ yếu em tặng là nhiều, tặng hôm nay có nhiều bác hỏi mua thì em bán luôn. Thì cái lưỡi cắt đa năng này, đấy, hàng lưỡi cắt đa năng gọi là cái con hổ sư tử à, em chẳng biết nó gì sư tử nhá. Thì giá cho anh em lưỡi kim cương, lưỡi cắt đa năng rất là tiện dụng nhá, giá cho các bác là 40.000 một lưỡi nhá, 40.000 một lưỡi. Làm công trình thì không thể thiếu đó chính là những cái ổ cắm, những cái phích cắm hàng mà gọi là chống va đập, sợ hàng chịu lực cho em. Thì cái phích cắm này, phích cắm chịu tải chịu lực giá cho anh em là 20 ngàn một phích này. Còn ổ cắm này, ổ cắm thì em có ổ cắm 3 lỗ này và ổ cắm 5 lỗ này. Đây là ổ cắm 5 này, đây là ổ cắm 3 đây. Cho mở cái bóng cho anh em xem tận mắt luôn. Đây là ổ 5 và đây là ổ 3. Thì ổ 5 thì là các bác có những cái đầu các bác gọi là đây, cắm những cái đồ mà hàng Nhật bãi ấy. Đấy. Và ba cái đồ cắm thì kiểu hàng các cái máy móc của hàng Việt Nam. Thì cái ổ cắm 5 này và ổ cắm 3 thì đều chịu tải đến 350W và là 16A anh em nhé. Ổ 3 thì giá cho anh em là 45.000 và ổ 5 cũng giá là 45.000 luôn cho em nhé. Hàng va đập chống chịu tải cho anh em đi làm công trình, các bác làm trên cao gọi là thoải mái vô tư nhé. Đấy. Và cuối cùng em còn ít bộ khẩu hàng gọi là khẩu dài 8 phân này. Đấy, khẩu dài 8 phân. Khẩu từ 10 cho đến là 24 cho em, có 10 đến 24 này, 10 này, 12 này, 13 này, 14 này, 16, 17, 18 này, 19 này, 22 và 24. Nói chung là đa số là toàn những cái khẩu thông dụng thôi anh em nhé, rất là tiện dụng luôn. Các bác làm gia đình, các bác muốn mua một bộ khẩu về để anh em có thể vặn xe máy này, sửa chữa đồ gọi là đồ vặt ở trong nhà. Rất là tiện, hoặc anh em làm thợ sửa chữa xe máy, xe đạp thì cũng rất là tiện dụng luôn. Thì bộ khẩu này giá là 250 là em miễn ship nhá. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng những cái mũi vít, cái mũi khoan thì có thể là đặt trên cái link Shopee bên dưới này. Các bác đặt ít thì các bác có thể đặt trên link Shopee ở bên dưới, em đặt bên dưới này. Hoặc các bác lấy nhiều hoặc là lấy gì có thể là để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ. Hoặc là các bác liên hệ trực tiếp qua các đầu số hotline em để trên màn hình anh em nhá. Thì em xin phép nhắc là các cái mũi vít này. Mũi vít thì các bác mua mua hàng thì tiền ship là 25 đến 30 nghìn tiền ship anh em nhé. Mũi vít, mũi khoan, vì hàng này em bán là giá thanh lý rồi. Còn các cái đầu, các cái ổ cắm, phích cắm này thì các bác mua từ 10 sản phẩm là bên em sẽ miễn phí ship anh em nhé. Cái bộ khẩu
thì các bác mua được em miễn ship này, và các cái ổ cắm này thì anh em mua từ ổ cắm phích cắm thì anh em mua từ 10 sản phẩm thì em miễn ship. Còn lại các cái mũi khoan đa năng, các cái mũi vít, các cái đầu từ tôn và các cái đầu vít chuyển khoan thì toàn bộ là hàng em gọi là bán giá xả kho thanh lý cho anh em rồi. Anh em có nhu cầu mà muốn mua nhiều thì hoặc là muốn mua ít mua nhiều thì tiền ship là 25.000 đến 30.000 cho em nhé. Em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ qua bên em hoặc đặt tại link Shopee bên dưới. Và em xin phép là kết thúc cái video tại đây. Các bác mà ủng hộ bên em thì có thể cho em xin một nút đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.